Cuộc họp lấy ý kiến bố trí sắp xếp cho các hộ kinh doanh tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm, xã Phước Thuận vừa được Ban Quản lý các khu du lịch huyện Xuyên Mộc tổ chức. Việc bố trí này không chỉ giúp các hộ kinh doanh ổn định cuộc sống mà còn góp phần tạo mỹ quan, bảo vệ môi trường, tạo hình ảnh đẹp cho du lịch của huyện Xuyên Mộc. Theo phương án của huyện Xuyên Mộc, huyện sẽ bố trí sắp xếp lại vị trí cho 42 hộ kinh doanh hải sản và 16 hộ kinh doanh nước giải khác theo quy cách được duyệt. Đa số các hộ kinh doanh đồng ý với phương án huyện đưa ra và đề xuất thêm một số ý kiến như điều chỉnh chỗ đặt mặt hàng buôn bán hải sản phù hợp hơn cho khách dễ lựa chọn, xây dựng hệ thống điện nước phải được đồng bộ, tổ chức cho các hộ kinh doanh bốc thăm vị trí kinh doanh. Dự kiến phương án trên sẽ được thực hiện vào đầu tháng 1 năm 2023.